Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì sau khi mà anh em nhận được một cái thông tin là mẹ ruột của chị Ngọc này, thì ngày hôm nay anh em cũng đã có mặt tại quê nhà của chị Ngọc. Thì hiện tại đây quý vị, xa xa bên đây thì ngôi nhà phía trước của mẹ chị Ngọc. Và không phải là cái ngôi nhà lớn này nha quý vị. Ngôi nhà lớn này là ngôi nhà của một anh trai tốt bụng cho mẹ của chị Ngọc ở đậu. Và đây, phía trước mặt của quý vị đây là một cái căn chòi mà gọi là tạm bợ bên trong. Bây giờ thì Nam mời quý vị khán giả cùng với mấy anh em sẽ đi vào bên trong để gặp mẹ của chị Ngọc, xem coi là thực hư cái câu chuyện này như thế nào nha quý vị. Đi đi vào anh em ơi. Đây. Dạ con chào ngoại. Trời ơi, ngoại ở đây hả ngoại? Dạ rồi con chào ngoại ha. Dạ. Thì ngoại ơi, ngoại có thể giới thiệu cho con biết là với mọi người biết là ngoại tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi không ngoại? Tên là Thu. Dạ. Rồi mấy tuổi rồi? À, ngoại 70 mấy tuổi. À, rồi bà ngoại ở đây thì hiện tại là ngoại ở với ai? Ở một mình. Dạ, rồi bà ngoại làm cái công việc gì để mà mưu sinh hàng ngày? À, bà ngoại đi bán vé số. À, rồi bà ngoại nè, thì ngày hôm nay anh em con xuống á, thì con có nghe được hôm qua bà ngoại gọi điện thoại cho nhóm anh em con á, là bà ngoại nói là cái chị Ngọc ở trong cái khu rừng đó là con gái của bà ngoại hả ngoại? Con gái mà đi về lâu. À dạ, thì bà ngoại có thể chia sẻ cho tụi con biết được là cái lý do tại sao mà lúc trước là ba của chị Ngọc này lại dạ 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 say xỉn xong rồi là có gái guốc rồi đánh đập bà ngoại nữa đúng không? Trời đất ơi. Rồi bà ngoại mà ở đây là đất của mình hay là đất của ai? Đất người ta cho ở. À, người ta cho mình ở nhờ. Dạ. Trời ơi. Dạ. Rồi một ngày bà ngoại bán vé số cho là được bao nhiêu tiền? Trời ơi, chỉ có mấy chục à? Bán vậy rồi ngoại có đủ cái tiền mà sinh hoạt không, chi phí không? Không đủ, có khi bệnh đau rồi thiếu hụt kìa. À. Rồi nhiều người giúp đỡ. Dạ. Rồi bà ngoại bệnh gì? Bệnh tim. Dạ. Bây giờ bị khớp là đi rồi té lên té xuống rồi, rồi với cái tọ. Dạ. Đi cái bố quỷ là quỷ. Dạ. Đứng được mà ngồi chứ không được. Dạ. À. Như vậy là khi mình muốn đi tiểu á, phải đứng đi tiểu cho không có ngồi được. Dạ. Thì bên anh em con á thì có bán là những cái sản phẩm như trị về xương khớp á, là nước cốt nhào với mật ong. Thì đây, ngày hôm nay anh em con xuống con tặng cho ngoại, tại vì anh em con hay đi giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn á. Con xuống con tặng cho bà ngoại hai chai đây, chai nước cốt nhào ngoại. Đó, cái chai này thì mình uống là chị về là xương khớp không ngoại. Còn đây là cái chai mật ong nè. Đó, đây là mật ong gần nguyên chắc luôn á. Đây cái này. Dạ, bà ngoại cầm cái chai nhào rồi ngoại, cái chai đen á. Chai đen á. Đó, này con chỉ cho ngoại uống nha. Là bà ngoại sau khi ăn là bà ngoại uống một chung một cái ly uống rượu của mình á. Một cái ly uống rượu nhỏ. Đó, dạ, đúng rồi cái chai đó đó, bà ngoại ăn xong sau khi 15 phút rồi mình lấy ra mình uống. Thì nó trị xương khớp rất là hay luôn. Dạ, đó đó, bà ngoại cứ đau nhiều thì mình uống sáng rồi mình uống trưa uống chiều. Còn đau ít thì mình uống ngày hai cử nha ngoại nha. Dạ. Thì à rồi ngoại, thì ngoại cho con hỏi là khi mà ngoại xem trên video ngoại thấy được là cái chị Ngọc đó là chính xác là con của ngoại không ngoại? Chính. À dạ. Giờ nó đi rồi nó khó tìm nó đúng con ơi. Dạ.
Nên là ngày hôm nay thì con cũng muốn xuống đây để coi như là xem được cái hoàn cảnh gia đình của mình đó. Rồi thứ hai nữa thì có thể là tụi con sẽ sắp xếp con rước ngoại lên trên chỗ đó xem là coi như là ngoại thuyết phục chị Ngọc về với ngoại ha. Dạ, thì cho con hỏi là khi mà anh em con chia sẻ cái đoạn clip lên á thì làm sao bà ngoại biết được là đó là con gái của mình? À là ngoại ngoại người ta cho ngoại coi clip. Coi clip rồi mới coi rồi mới đi tìm nó được. Dạ. Rồi rồi khi lúc mà trong cái lúc mà con có nghe chị Ngọc mà tỉnh táo chia sẻ thì nói là lúc đó cái người cha ruột của chị này á có hành động sàm sỡ chị đó thì lúc đó bà ngoại biết không? Không biết luôn. Dạ, rồi con có nghe nói là lúc đó là đánh đập bà ngoại nữa đúng không ạ? Dạ, là từ đó là bà ngoại cũng không có tin gì của chị Ngọc luôn. Trời đất ơi. Thiệt sự bây giờ ngày hôm nay khi mà anh em con tìm xuống tới đây cũng thấy cái hoàn cảnh của bà ngoại như vậy thì con cũng rất là tội nghiệp. Dạ. Ở đây để cô cũng lưu tâm ra để giờ cắt nhà cho ở. Dạ, là cái anh bên đây á cắt nhà cho mình ở. Là coi như là cắt ra cho ngoại ở nhờ ở đây ha. Dạ. Rồi, ở là mình tạm thôi. Ở tạm là chỉ có không gian bao nhiêu đây ha ngoại ha? Dạ ngoại cho con hỏi là nếu mà lúc mà Ngọc đi á thì tính tới thời điểm này á là bao nhiêu năm rồi ngoại đi tìm Ngọc mà không gặp ngoại? 3 năm. Dạ, 3 năm hả ngoại? Thì như là hổm dài thì anh em con cũng có đến để như là phiên Ngọc để đưa về với gia đình mà không biết gia đình ở đâu, thì hôm nay là được gặp bà thì như là tụi con là mừng dễ sợ luôn. Thì khi nào mà anh em con sắp xếp thì đưa ngoại đi đến đó để kêu chị Ngọc về hả ngoại ha, chứ ngủ ở trong rừng anh em con đến là cái nhất là vắt con dắt với mũi rất là nhiều luôn ngoại. Dắt mũi với rắn rất trường trắng. Ngoại ơi, cái thời gian mà ngoại ở với ông á là ba chị Ngọc á thì nó có xảy ra cái sự việc gì không mà ngoại lại bỏ đi vậy? Thì uống rượu vô dai xỉn rồi tàn cả gái rồi đua buồn mắc cỡ rồi nó đi là coi như là rồi ngoại sao mà không ở nữa mà lại đi? Mình thấy con đi rồi nó đi rồi nó thì mình đi tìm nó là coi như là không ở nó bỏ đi vậy đó hả? Ừ, đi tìm con đi tìm sao mà lại lưu lạc lên tới trên này rồi đi kiếm mấy thân mấy giờ nó đi kiếm một thời gian rồi mới gặp đó hả? Mà đi kiếm vậy thì như là mình đi kiếm tầm 5 bữa nửa tháng rồi mình về mình ở lại dưới chứ có gì đâu. Dù gì cũng là vợ chồng với nhau mà. Vợ chồng mà giờ không có ở gần với nhau được. Chưa xa nhau đâu rồi. Dạ. Nhưng mà con nghe nói là khi mà lúc mà chồng của ngoại mà nhậu say xỉn lên là hay gái gú rồi đánh đập bà ngoại hay không? Trời đất ơi. Dạ. Là có đi một thời gian rồi mình có quay về nữa mà mình là chịu không nổi là mình mới đi bỏ đi tới giờ. Trời đất ơi. Dạ. Ngoại cho con hỏi cái này tại vì tụi con đưa lên cái video của chị Ngọc á, nhưng mà ngoại có nhìn qua cái chị Ngọc như thế nào mà ngoại biết đó là chắc chắn con của mình đó ngoại? Như là nó đi tướng mình chỉ nhìn tướng. Dạ. Tướng ta làm biết đấy là mình nhìn cái tướng với lại cái giọng nói ha bà ha, giọng nói. Dạ. Dạ. Là... nghĩa là bà cũng mới phát hiện là chị Ngọc này mới đây thôi đúng không ạ? Chắc có lẽ là anh em mình chia sẻ mà từ lúc mà chị Hương khai khẩu á được cho chị Ngọc này nghe nói được á thì đến cái lúc đó là bà
bà cũng theo dõi từ đó tới giờ bà. À mà bà ơi, cho con hỏi một cái nữa bà. Thì về cái vấn đề về người cha đấy, từ cái lúc mà bà bỏ đi tới cái lúc hiện tại bây giờ này, là bà có đã từng quay trở về thăm người cha đấy không, hay là đã bỏ nhau luôn rồi bà? Bà bỏ luôn. À, tức có nghĩa là bà đã không có gần nhau kiểu không ấy. Dạ. À, tức có nghĩa là bà đã đi rồi. Ừ. Đúng không? Xong rồi bà mới quay lại, rồi cũng bị người cha nó đánh đập. Ừ. Rồi bắt đầu là đuổi bà đi một lần nữa. Ừ. Là từ đó đến bây giờ là bà chưa về thăm người cha luôn hay sao bà? Rồi bà ơi, qua cái sự việc mà người cha đấy, người chồng, người cha của chị Bồ Ngọc và người chồng của bà thì đánh đập bà như vậy nè, bà có ý định là sau này á là bà còn về tụ họp lại với người chồng đó không bà? Không. À, sao vậy bà? Bà về là về đi chỗ này kia mà chán là bỏ thì xứ mình đi thôi. Dạ bà, với cho con hỏi là như là sau này á, như là bà có người biết tông tích gì về của cha của Ngọc không ạ? À? Dạ, như là tới 70 mấy tuổi thì nói chung ra không biết là bây giờ ba Ngọc như thế nào, thì cái đó là nó là một con số bí ẩn. Cũng như là giờ mình lớn tuổi rồi. Dạ. Mình không nhớ gì hết. Dạ. Bà ơi, như thế này này, là vì tụi con mà khi mà xuống tặng tới cái căn nhà của bà đấy, thì tụi con cũng không ngờ rằng là bà hiện tại bây giờ là cũng đang ở nhờ một cái căn chòi như thế này. Thì ấy tụi con muốn hỏi đây á, ví dụ như là chị Ngọc á, hiện tại bây giờ thì cũng không có với là bình thường. Tại con cũng rất là sợ về vấn đề khi mà bà dặn chị Ngọc về tới cái căn nhà này đó, thì bà có đủ khả năng bà bảo cho chị Ngọc không bà? Ừ. Cho con hỏi lại bà, là có ngày nào mà bà bán vé số á, là nhiều nhất là bao nhiêu, mà là ít nhất là bao nhiêu tiền một ngày hả bà? Thì có khi bán ta bỏ lấy 300. Dạ, được. 300. Sống nhà lo con cái gì đó. Dạ. Chứ giờ con chứ giờ già cả rồi làm cái ống gì nữa. Dạ. Một rồi đâu con có khớp đó, là bố khổ giờ hết cái thân của bà giờ là chỉ thì đó, xác không. Dạ, đó là cái vấn đề mà con hỏi, là hiện tại bây giờ bà cũng đang bệnh hoạn này. Dạ. Thì bà cũng gọi là về tài chính cũng không có đấy. Con lại sợ nếu mà chị Ngọc mà có về ở với bà lại gánh nặng thêm cho bà có nghĩ như vậy không? Con thì lúc đi thì vậy, không có lo nổi, giờ già cả rồi lo gì nữa. Thì cái thời gian mà cũng khá là lâu rồi bà chưa có gặp chỗ của con bà, thì bà có nhớ con bà không? Bà có nhớ con bà không? Kiếm mà có về hả con? Dạ. Mình kiếm rồi nó về rồi nó đi nữa. Thì con nghĩ là nếu mà có một cơ hội nào đó mà bà được gặp lại cái người con của mình sau thời gian xa cách, thì bà có muốn gặp lại con của mình không? Dạ. Thì nếu mà gặp lại con của mình á sau khoảng thời gian đó, thì theo bà thì bà sẽ làm gì khi lần đầu tiên gặp lại con của mình? Cái đầu tiên của bà sẽ làm gì? Gặp con mình thì mình dạ. Ngoại có thể chia sẻ cho tụi con biết là hình như con có nghe được đó là chị Ngọc nói là chị Ngọc 24 tuổi, đúng không ngoại? Vậy là con gái của ngoại là chị Ngọc là đứa thứ người thứ mấy? À, là như là bà ngoại tí, bao nhiêu người con ngoại? 7 đứa. Và chị Ngọc nữa là 8. À, rồi vậy là những anh chị em của dạ. À dạ. Nói
giờ mới chạy xuống lầu, bây giờ ở nhà có cái lầu nhỏ đó. Dạ. Nên vì nó là nó út hết, nó khổ lắm. Nó bỏ nhà đi rồi bác cũng đi cùng đi gái về làm cho lo, cho nó làm cho nó bằng chị đó. Dạ. Rồi lúc mà khi mà chị Ngọc là lúc mà nghe con nghe nói là lúc mà cha của chị Ngọc á đuổi đuổi bác đi thì hiện tại là chị Ngọc thì ở với cha. Dạ. 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 Thì bây giờ con nói gì nè, tụi con sẽ sắp xếp cho ngoại đi lên trên chỗ chị Ngọc một chuyến để coi như là gặp chị Ngọc ha. Tại vì là tụi con thì có khuyên chị Ngọc kêu là tụi con sẽ sắp xếp đưa cho chị Ngọc đi về. Dạ. Nhưng mà chị Ngọc hiện giờ không có chịu và cũng như là không nhận là đúng rồi dạ. Nên thành ra là tụi con cũng rất là khó, nên là tụi con nghe được thông tin của ngoại gọi điện thoại lên là tụi con tấp tốc đi về đây liền. Đó, nên là bây giờ nếu mà bà ngoại mà sắp xếp được thời gian á thì tụi con sẽ chở cho bà ngoại lên chị Ngọc một chuyến để coi như là giờ con thì điện thoại cho tụi con nó lên kiếm giùm đứa con cho gì. Dạ. Cho bác đi. Dạ. Chứ giờ bác con biết nó đi cái lỗ nào cũng đi. Dạ. Trời ơi. Thật sự là ngày hôm nay là khi mà anh em xuống đây thì chứng kiến gặp cái hoàn cảnh là người mẹ như vậy. Khổ lắm con ơi. Dạ. Khổ tâm mà khổ tí. Mình muốn cho con mình suôn sẻ thôi. Dạ. Mình muốn con mình khổ gì mình. Trời ơi. Đây. Giờ mấy con lên Facebook kiếm tiền giùm con của bác giùm. Dạ. Thì như con nhà con nói ngoài nghe gì là anh em con cũng đã xuống tới đây rồi. Thì tụi con cũng sắp xếp sẽ chở cho bà ngoại đi lên chỗ chị Ngọc, cho chị Ngọc, cho bà ngoại gặp chị Ngọc và đón chị Ngọc về ha. Dạ. Bác đón nó về, nó không về giờ mấy con. Dạ. Giúp đỡ. Dạ dạ, thì tụi con cũng sẽ cố gắng hết sức. Đây quý vị khán giả, cho quý vị khán giả xem một cái khung cảnh mà gọi là phía trước ngôi nhà của mẹ của chị Ngọc nè quý vị. Dạ dạ, đâu cho con tham quan nhà một vòng nha. Trời ơi. Bệnh cái vết nên là bây giờ anh em sẽ đi vô. À dạ dạ. Để cập nhật. Trời ơi có chút xíu vậy hả? Trời ơi. Là tối mình ngủ đây. Rồi như vậy thì ở trên nếu mà trời mưa thì nó có bị giọt không ngoại? Giọt rồi con làm. Dạ. Trời ơi. Ủa rồi bà ơi. Tôi thấy nhà có chút xíu như vậy đấy, nếu mà chị Ngọc xuống đây thì ở sao? Thì là hai mẹ con ở chung. Dạ. Dạ. À nha bà ơi, bà có biết rằng á, bây giờ là chị Ngọc cũng đang có một cái chứng bệnh đấy. Thì theo bà nếu mà chị Ngọc về đây bà có cách nào để chị giúp cho chị Ngọc không bà? Nói chứ mẹ lúc nào cũng thương con chứ không. Dạ. Mẹ bà con. Dạ, dạ. Thôi mình dạ. Di chuyển ra đi. Nó chặt quá. Nó hầm quá. Wow. Cái này là nhà được anh hàng xóm cặp bên giúp tạo cho quý vị. Tiền chế nè. Thấy cái máy này vậy. Cái này có là phía ngoài nữa mà gió nó bay tóc rồi. Dạ. À nó dột luôn hả ngoại? Ngày dán ép hả ngoại ha? Dạ dán ép thì mưa nó bị ngã dán. Dạ nhìn nó cũng siêu quẹo rồi đó. Thì quý vị đây là mẹ của chị Ngọc đang ở cũng như là ở nhờ một cái bên nhà của một người anh, thấy hoàn cảnh như vậy nên là cũng giúp đỡ cho. Từ lúc mà tụi con chia sẻ lên cái những hình ảnh của chị Ngọc á,
thì bà có thấy cái chị Ngọc thấy ở trong một cái rừng như vậy đó, bà có suy nghĩ như thế nào không bà? Bà mình như thế nào bà chia sẻ không? Thấy con này trong nhà thấy con nhớ con quá rồi khổ kiếm về cái kiếm về đau đớn ăn người già thương người để bực thôi bây giờ bác lấy cái nhà lấy em con cháu gì giúp đỡ con trai gái gì cho bác thế nào thế là gánh nặng gánh chứ mình có bỏ nó ra sao dạ bây giờ con thì muốn làm vậy dạ lo cho con Út thì nhiều hơn dạ bây giờ già rồi mai có nhà bán với bác cần để xấu có ngủ ngang dạ làm cái gì con đâu có dư vậy đó cho nên con muốn thấy nó là khi mà nếu mà có chị Ngọc nữa là bà sẽ rất là khó khăn thì tới lúc đó bà có thể là xoay sở nổi không ạ? Cái sở thì cũng chút chút thôi chứ đâu có mà cái sở ấy dạ về là cũng chỉ vậy cho là làm ăn mọi sự việc về sau này có gia đình rồi cho con rồi cũng đỡ về già rồi lại vì con thì nó chứ ai cũng muốn gia đình vui vẻ chứ đâu ai cũng muốn gia đình khổ nên vì sống ngày nào thì đỡ ngày đó thôi giờ già rồi có hiểu không dạ. Bác thì cũng khổ giờ thì sinh người ta ở giờ dạ. Thì như thế này là bạn hồi nãy bạn nói với con á là bà nhìn qua hình dáng của con của bà à mà bà ơi hồi nãy tụi con cũng đang suy nghĩ tới cái vấn đề ở ngoài là cái vấn đề mà khi mà ngoại đến gặp chị Ngọc á, tụi con lại sợ là chị Ngọc không đồng ý ra ngoài đây á, thì nếu mà chị Ngọc không ra ngoài đây được á thì bà có cách nào để làm cho chị Ngọc ra khỏi khu vực đó không bà? Thì đang nghĩ con ra chứ sao giờ? Dạ. Bây giờ đang nghĩ về để ông ở trong là mũi cắn rồi đó, rít cắn rồi cắn nó tội nghiệp. Dạ. Bây giờ thì là đang nghĩ nó không về thì bây giờ sao? Để đang nghĩ cho con về nhà chứ không cho ở một rừng. Dạ. Cắn rít rồi cắn. Dạ. Dạ thì ngoại ơi, ngoại có cái kỷ niệm nào với chị Ngọc không ngoại? Mọi người có thể chia sẻ với con như với mọi người được biết không? Có kỷ niệm nào mà ngoại nhớ nhất không về chị Ngọc á? Đó là lúc mà trước khi mà người cha của chị Ngọc á, là chồng của bà đuổi bà đi á, là cái lúc đó bà đang ở cùng với chị Ngọc á, là bà có cảm thấy là cái lúc trước mà bình thường á nha, là bà có cảm thấy chị Ngọc là một người như thế nào không bà? Ví dụ là vui vẻ hoạt bát không thôi bà? Thấy nó buồn chứ có vui. À ấy. Buồn lúc nào cũng buồn á, mà không có cười, không có nói gì đó. Buồn kiểu như trong lương tâm đó, lý do là sao? Không có nói được. Bây giờ hỏi con bây giờ về nhà không hả? Hãy là bà sẽ cố gắng mà
Bà cố gắng thuyết chị Ngọc về ở với bà. Dạ. À, hình như con thấy mắt của bà là bị, đang bị sao bà, mình nó nháy nháy các bạn. À, mắt của bà đang bị sao đây đó. Bị cay cá bóc ấy, cay cái gì? À, ấy là bà nhớ về người con của mình hả? À, như thế này này bà, thì tụi con cũng rất là muốn khi mà bà xuất hiện, bà đến nơi, cái nơi của chị Ngọc á, thì cũng mong rằng á, là chị Ngọc với bà, mặc dù hiện tại bây giờ là kinh tế của bà không có, nhưng mà con cũng tin rằng với một cái tấm lòng, cái lòng thương của người mẹ đối với người con, con biết rằng là bà cũng sẽ cố gắng lo cho chị Ngọc tốt hơn. Lúc con về, con để nó về mình lo cho nó, có nghề nghiệp như người ta. Dạ. Rồi cho anh học cho lời. Dạ. Mấy chị nói vậy đó. Dạ. Bây giờ hỏi Ngọc, Ngọc trả lời. Dạ. À mà bà ơi, chị Ngọc bị như vậy này là những người con còn lại có biết không bà? Không biết, không biết nào biết. Không biết cái gì đâu. Vậy là trong cái suốt thời gian mà chị Ngọc bị người cha của mình làm như vậy đấy, thì con nghĩ là một khoảng thời gian rất là dài, nhưng mà không ai biết được luôn. Không biết. Kiểu gì không có đứa nào biết gì hết. À, mà bà cho con hỏi thêm một cái nữa mà, là người cha của chị Ngọc á, là đối xử với chị Ngọc như vậy, còn những người con còn lại á, là người cha của chị Ngọc này là có làm tương tự như vậy không? Và là... Không. Không hả? Như vậy là chị có một mình chị Ngọc không? À, một cái câu chuyện thật sự là khó hiểu quý vị. À, như thế này, một gia đình mà tới 8 người con, mà không hiểu vì sao mà người cha này lại chọn mỗi mình chị Ngọc thôi. À mà bà ơi, bà nói là 8 người con là mấy gái mấy trai bà? Có 2 trai. 2 trai còn lại là gái hết? Còn như là gái hết. À, như vậy là chị Ngọc là thứ... À. Ngoại, anh em con thì ngày hôm nay thì con cũng nghe được thông tin ngoại chia sẻ vậy á, thì con cũng đã xuống tới đây rồi, thì tụi con cũng sắp xếp, ngoại cũng sắp xếp đồ đạc, thì tụi con có đem xe xuống, thì con tụi con chở ngoại đi lên chỗ chị Ngọc hai chị hai ngoại ha, để mà lên rồi ngoại cũng thuyết phục cho chị Ngọc về, tại vì bữa giờ thì anh em con chia sẻ cũng gần nửa tháng nay rồi, nhưng mà chị Ngọc thì tụi con hỏi thì chị Ngọc nói là không biết, nhớ không nhớ mẹ mình là ai, mà chỉ nhớ cái người ba là có cái mục đích hãm hại chị Ngọc, rồi xong rồi cái là chồng của ngoại lại bỏ bùa chị Ngọc này kia kia nọ, thì con cũng rất là lo, nên là ngày hôm nay con cũng anh em con xuống đây là mục đích gặp ngoại, là cũng sẽ chở ngoại giúp ngoại lên trên đó để mà gặp chị Ngọc, thuyết phục chị Ngọc về ha ngoại ha. Dạ. Thì ngoại chút xíu nữa ngoại xếp xếp đồ rồi anh em con đi chung với anh em con luôn ha. Dạ. Dạ, bên Nam có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhào và mật ong gừng. Mật ong gừng nguyên chất từ gừng Sơn La, 100% uy tín chất lượng, bao quý khách hàng test thoải mái. Bên đây là nước cốt nhào thì nhào ủ đường 6 tháng lên men, cũng như là đặc trị đau nhức vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng nhức mỏi, và chống chỉ định là người tiểu đường, đái tháo đường sẽ không uống được nha quý vị. Đó. Và một ngày thì uống tầm 3 lần. Mỗi lần là uống một ly rượu nhỏ sau khi ăn 15 phút, thì uống trong vòng đến 1 đến 2 tuần sẽ có hiệu quả cực kỳ luôn, uy tín chất lượng luôn quý vị. Đó, và ở đây mật ong gừng, hai loại sản phẩm. Quý cô chú anh chị nào mà mua thì hãy liên hệ số điện thoại của Nam bên dưới, bao miễn phí ship toàn quốc luôn quý vị. Và mật ong gừng là bao quý khách hàng test 100%. Nếu khách hàng không hài lòng, bên kênh Nam hoàn tiền 100%. Đó quý vị. Đây, uy tín làm nên thương hiệu.